Nhà cầm quyền đang muốn gửi một cái thông điệp là họ sẽ trấn áp ngày càng nặng hơn tất cả những cái phong trào phản kháng, kể cả những cá nhân lẫn những tổ chức. Và tất nhiên chúng ta biết là đối với nhà cầm quyền Việt Nam thì những tổ chức xã hội dân sự bao giờ cũng là mối đe dọa lớn đối với họ. Cho nên chắc chắn là những ai tham gia vào những tổ chức xã hội dân sự là mục tiêu sắp tới của nhà cầm quyền, và vụ án xét xử Hội Anh Em Dân Chủ chắc chắn sẽ là một thông điệp lớn để họ nói rằng là tất cả các tổ chức xã hội dân sự sẽ bị trấn áp ngày càng nặng hơn. Thực ra việc trấn áp của nhà cầm quyền đối với phong trào dân chủ cũng như những tiếng nói phản kháng của người dân thì đã có từ rất lâu rồi. Từ khi nhà cầm quyền Cộng sản đã được hình thành cách đây vài chục năm. Thì nhưng mà tất nhiên chúng ta biết là thời gian đầu thì người ta còn bị lừa dối bởi những cái chính sách của nhà cầm quyền trong cái vấn đề đấu tranh giải phóng dân tộc, rồi vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng ngày nay chúng ta thấy tất cả những điều đó đã thất bại, và sự phản kháng của người dân đối với nhà cầm quyền là vì họ muốn chống lại những cái chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam chứ không phải vì cái sự trấn áp. Bởi vì sự trấn áp này luôn luôn có từ trong quá khứ chứ không phải đợi đến bây giờ. Tất nhiên là sự trấn áp này ngày càng gia tăng, nhưng điều đó sẽ không làm cho người ta lùi bước, bởi vì cái chính sách này ngày càng ảnh hưởng nhiều đối với cuộc sống hàng ngày của người dân, cho nên sự phản kháng là chắc chắn. Và dù có những cái bản án cao đi nữa thì nếu nhà cầm quyền không thay đổi chính sách kinh tế chính trị xã hội của mình thì chắc chắn sự phản kháng này cũng ngày càng gia tăng theo.